với cùng đường vành đai số 3, giúp cho đường về đến quê nhà. Gặp mẹ cha nay không còn xa, những chuyến xe đi nhanh lắm nha. Đón đoàn tàu metro lướt qua, đón chào một năm mới an hòa, mong hạnh phúc đến khắp gần xa. Hãy subscribe.